Chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ đi so sánh cái hệ mô phỏng bàn phím của KRV-102 với những cái đàn cơ ốp đài. Thì hôm nay mình sẽ đi so sánh với cây UBH Yamaha. Thì như các bạn biết á, UBH Yamaha, cái hệ âm thanh, hệ bàn phím của nó giống như là một cái chuẩn của cái piano ốp đài. Nên hôm nay mình sẽ đi so sánh và mình sẽ nói những cái chi tiết là cái cây này nó mô phỏng như thế nào với những cái đàn cơ ha. Giờ mình trước tiên là các bạn theo mình lên trên cây đàn cơ UBH, mình sẽ tháo thùng và mình sẽ phân tích chi tiết để cho các bạn hiểu được cái nguyên lý của nó. Nãy các bạn chịu khó nha, tại vì cái này mình phải quay hết trơn những cái chuyển động của cây đàn nên để cho các bạn hiểu được. Thì cái nguyên lý hoạt động trên cây đàn upriker, tức là nó sẽ là dùng lực đẩy, là cái tốc độ chúng ta ấn phím ở dưới đây nè, ở dưới chỗ bàn phím này nè, thì đó là cái lực cản của những cái lực mà nó ngăn cho cái búa này đập vô của cái dây, đó là lực cản. Nên là các bạn bấm phím nặng nhẹ là do cái lực cản của cái những cái đòn bẩy cản trở cái tác động búa đập vô dây ha. Cái thứ nhất á, là trên cái đàn nó sẽ có hai cái tết phím, nó có hai cái chuyển động. Thứ nhất là cái chuyển động đi nè, mình sẽ ấn nè, từ từ nè, các bạn nhìn ở đây nha. Thì các bạn thấy ở trong đây nó có một thanh trắng, thanh này được gọi là thanh jack, để nó có cái lực đẩy từ cái khay, nó đẩy lên cái hammer, cái búa để nó đập vô dây. Khi nó tới một cái nấc nào đó thì cái chỗ này nè, nó sẽ đè cái jack này xuống, cái jack này sẽ bật ra khỏi cái đế của cái búa này để đẩy đập vô cái dây đàn. Thì cái quá trình mà nó búng ra đó, nó tạo thêm một cái nấc thứ hai. Đây, mình sẽ thử cho các bạn coi nha. Đây là một nấc nè. Đó là một nấc nè. Giờ mình đẩy lên cái này lên thành hai nấc, cái nó sẽ bị vụt ra. Đó. Cái cây này bị vụt ra khỏi cái đế búa. Đó, bị vụt ra khỏi đế búa này. Đó. Thì một cái thứ hai, khi mà nó chúng ta đưa tới đây mà chúng ta đẩy một lực mạnh thì nó sẽ đập vô cái búa nha, nó búa đập vô dây đàn. Đó. Đập vô đàn. Còn chúng ta đẩy lên mà chúng ta đẩy qua luôn thì nó sẽ bị cái búa này, các bạn nhìn cái búa nó sẽ bị nảy ra nè, nó không đập vô dây đàn. Đó, nó bị nảy ra, nó không đập vô đàn. Đó là cái chuyển động rất là khó để mô phỏng trên piano điện. Cái thứ hai là cái độ nặng nhẹ trên cái đàn piano cơ mà trên piano điện cũng rất là khó để mô phỏng theo. Chứ những cái chuyển động khác thì hầu như những cái piano điện khác nó đều làm được hết trơn rồi. Ở đây các bạn nhìn thấy này. Là cái búa này là cái nốt đô 8 nè, đô cuối cùng. Các bạn nhìn cái bảng búa này, nó rất là nhỏ. Và cái bọc vỏ cụ, cái lông cụ bên ngoài nó cũng rất là nhỏ ha. Mình nhìn rất là nhỏ thấy không? Và ở dưới nốt la không thì cái búa nó rất là to. Cái búa nó to như vậy á, thì là những cái đòn bẩy này nè, nó sẽ nặng hơn. Nên thường thường là từ những cái nốt từ thấp lên cao thì cái phím nó sẽ nhẹ hơn, nó sẽ nhẹ đi một tí. Tức là ở đây lực nó nặng hơn ở trên đây, khi chúng ta đánh trên đây. Đó là những cái gì mà trên những cái đàn piano điện nó rất khó để mô phỏng theo. Nguyên nhân tại sao nó nhẹ hơn là do cái búa này nó bự hơn này. Đó, cái tác động gọi là cái lực cản trở nó sẽ nặng hơn. Cái lực cản trở của các cái đòn bẩy nó sẽ nặng hơn. Còn này nó nhỏ hơn thì cái lực cản trở nó sẽ nhẹ hơn. Với lại cái khoảng cách từ cái búa này vào dây thì nó sẽ gần hơn. Ở trên này nó sẽ gần hơn, nó có cái thước đo. Còn ở dưới đây thì nó sẽ xa hơn. Các bạn đừng nghĩ là nó sẽ bằng nhau nha, nó không bằng nhau đâu. Ở dưới đây thì nó sẽ xa hơn ở trên. Đó, nó xa hơn khoảng chừng 1.5 đến 1 cm. Đấy. Đấy. Như vậy. Bây giờ mình sẽ xuống cây RV-102 để mình cho các bạn xem là hai cái tác động đó thì cái RV-102 nó có làm được hay không. Thì mình đã mặc maximum volume nè. Nếu mà nó có âm thanh phát ra thì các bạn sẽ nghe liền. Đấy. Đây, mình sẽ ấn xuống nha. Đây, một nấc mình khi một lực nó sẽ xuống. Nó không phát ra âm thanh. Các bạn nghe không? Nó không phát ra âm thanh nha. Bây giờ mình sẽ thêm một lực đây tới đây. Đó, nó phát ra âm thanh. Nhưng mà mình quýnh nhẹ xuống nó cũng phát ra âm thanh này. Nhưng mà khi cái nắp này, nó không nghe. Tức là các bạn thêm một lực cái nắp thứ hai càng mạnh thì nó sẽ phát ra âm thanh càng lớn. Vậy cái này thì mình thấy nó giống như đàn cơ này. Giống như cái UBH này, cái chỗ cái đòn bẩy, chỗ cái jack hồi nãy đó các bạn, mình có nói các bạn đó. Và cái riêng cái jack này thì thằng Gu Lăng nó làm tốt này, nó mô phỏng giống y gan như cái đàn acoustic luôn. Và cái thứ hai nữa là cái độ nặng nhẹ của cái phím,
Cái cảm giác độ nặng này thì tùy vào các bạn thôi. Các bạn chơi lâu năm thì các bạn biết thôi, hoặc là bạn bên kỹ thuật của piano thì các bạn có thể cảm nhận được. À, đó những cái đàn ren các bạn, những cái khe deep á, là không phải là người ta nhìn bằng mắt người ta chỉnh, mà người ta bấm xuống, người ta cảm nhận cái khe deep để người ta chỉnh tất cả phím cho nó đều với nhau. Mình sẽ thử. Cảm giác cái phím ở dưới đây nó hơi nặng hơn một chút xíu nữa các bạn. Nhưng cái khe deep á, khe deep thì hai thằng hình như là như nhau hết. Khe deep là như nhau hết. Thằng trên nó có cảm giác độ nặng nó nhẹ hơn một tí thôi. Nói chung là để mô phỏng giống như cái dạng cái phím mà để từ nặng tới nhẹ thì nó rất là khó. Nên là riêng cái này á, cái khe deep mà hai nát hồi nãy mình nói các bạn á, là mình đánh giá là nó giống gần như là 100% luôn á. Còn riêng cái độ nặng nhẹ này á, mình thấy nó rơi vào tầm khoảng 70-80% đó các bạn, nó không giống hoàn toàn nha. Còn bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thêm nữa. Ở trên cái phím này nè, nó có những cái gân nhỏ để cho nó hút mồ hôi và nó chám trượt ngón tay chúng ta khi chúng ta chơi lâu. Đó là những thứ mà cái gô lăng này nó có thể mô phỏng được ha. Bạn thấy những cái cây nào mà nó phỏng ok hơn thì các bạn có thể comment cho mình biết, để mình giống như là mình học hỏi thêm từ các bạn. Thêm một phần nữa nha các bạn, có những mình thấy trên mạng nhiều bạn cứ cãi nhau về cái vụ bàn phím piano điện mà làm bằng gỗ thì cảm giác chơi nó giống như cái đàn cơ hơn. Theo mình thì nó lại là không phải. Thì bàn phím làm bằng gỗ á, mục đích của nó là để cho nó sang trọng hơn và nó bền hơn thôi các bạn, chứ mình không thể nào mà xét về có cái bàn phím này không mà xét nguyên cả những cái hệ thống bên trong là giống đàn cơ là không phải. Nó chỉ tiếp xúc với chúng ta khi chúng ta chơi, tức là để cho cái độ bền nó cao hơn thôi, còn để cho nó giống đàn cơ hay không là nó phải nằm sâu bên trong những cái bộ phận bên trong để bổ trợ cho khi mình ấn phím nó cảm giác giống như cây cơ. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Thì hy vọng cái video này sẽ cho các bạn hiểu rõ hơn về cái cây Roland GB102, cái hiệu phím nó tốt như thế nào. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều.